Hôm nay chúng ta sẽ đi qua bài về xác định xu hướng là như thế nào. Thì đối với phân tích kỹ thuật, xu hướng là quan trọng nhất. Chỉ sau cái ý nghĩa của xu hướng chỉ quan trọng sau những cái tiền đề, bởi vì chúng ta phải có những tiền đề như là những cái buổi trước chúng ta đã đề cập để mà nên chúng ta xây dựng nên một ngôi nhà, đó là phân tích kỹ thuật. Thì trong phân tích kỹ thuật, việc xác định xu hướng luôn luôn là việc ưu tiên hàng đầu. Khi mà chúng ta đã xác định được xu hướng và xác định đúng xu hướng thì lúc đó chúng ta mới nghĩ tới việc là chúng ta sẽ áp dụng những công cụ gì để mà tạo ra những cái lợi nhuận và rủi ro cho chúng ta. Và cái việc xác định đúng xu hướng sẽ luôn luôn cải thiện cái thành quả đạt được của các công cụ mà chúng ta đang sử dụng. Cho nên cái việc xu hướng phải là cái việc ưu tiên hàng đầu khi mà chúng ta bắt đầu kỹ thuật vào đầu tư. Thì chúng ta có ba loại xu hướng, đó là xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang, hoặc chúng ta còn có thể gọi là không xu hướng. Đối với xu hướng tăng thì xu hướng tăng nhiên một cái định nghĩa mà bao quát nhất, đó là xu hướng tăng khi mà chúng ta xác định được những cái vùng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước thì chúng ta bước vào một cái giai đoạn gọi là xu hướng tăng. Và đối với một xu hướng giảm thì ngược lại, khi nào chúng ta xác định được một cái giai đoạn mà ở đó đỉnh sau tức là đỉnh này thấp hơn đỉnh trước đó và đáy sau tức là đỉnh này đáy trước đó thì chúng ta có một xu hướng giảm. Còn khi nào chúng ta không xác định được hai điều trên thì đó là một giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn đi ngang. Thì có những giai đoạn đi ngang chúng ta sẽ thấy được đỉnh sau cao hơn nhưng mà lại đáy sau thấp hơn. Ví dụ như hình này có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tuy nhiên đáy sau thấp hơn đáy trước. Hoặc là chúng ta sẽ có những giai đoạn như hình này, chúng ta có đỉnh sau thấp hơn, tuy nhiên chúng ta lại có đáy sau cao hơn và đó cũng là một giai đoạn đi ngang. Dĩ nhiên còn những cái tình huống mà hình thành những giai đoạn đi ngang khác thì chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể để mà xác định những cái xu hướng đi ngang này. Việc xác định xu hướng đi ngang cũng quan trọng ta xác định xu hướng tăng và xu hướng giảm, bởi vì trong những cái xu hướng đi ngang như vậy thì chúng ta sẽ xác định được là cái xu hướng tiếp theo của thị trường là như thế nào, sẽ là ngang tiếp. Cho nên cái việc xác định mà thị trường là đang nằm trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm hoặc là đi ngang cũng quan trọng như nhau. Đối với một xu hướng tăng thì các bạn thấy, mình lấy một ví dụ ở đây, chúng ta có cái giai đoạn của VN-Index nằm kéo dài từ năm 2012 tới giữa năm 2014. Thì ở giai đoạn này mặc dù là nhiều thông tin tiêu cực và rất là nhiều nhà phân tích không tin vào một xu hướng tăng, tuy nhiên nếu mà nhìn vào giá mà nói thì chúng ta cũng thấy là VN-Index đã bắt đầu những đỉnh sau cao hơn, hình thành những đỉnh sau cao hơn và kế đó là những cái đáy sau thấp hơn, và chúng ta có ba đỉnh sau cao hơn và ba đáy sau cao hơn, và sau đó thì chúng ta bắt đầu cái VN-Index khởi đầu một cái xu hướng tăng. Ngược lại đối với xu hướng giảm thì ở giai đoạn cuối năm 2009 tới năm 2012 thì chúng ta cũng thấy VN-Index hình thành những cái vùng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Thì đó là những giai đoạn mà chúng ta gọi là những giai đoạn đi xu giá nằm trong một xu hướng giảm. Còn giai đoạn đi ngang thì sao?
sẽ đi qua những lưu ý khi xác định xu hướng. Thứ nhất, xác định xu hướng là quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật. Thì luôn luôn một hệ thống giao dịch muốn đạt được hiệu quả thì đầu tiên chúng ta đều phải xác định được xu hướng. Bởi vì nếu mà chúng ta đi ngược xu hướng thì hệ thống của chúng ta dù được thiết kế tốt tới đâu thì cũng không mang lại hiệu quả. Ví dụ như chúng ta đang nằm trong một xu hướng tăng mà hệ thống của chúng ta chỉ tìm ra những tín hiệu để mà sọt xuống thì dĩ nhiên là cái lợi tức mang lại không cao. Bởi vì khi mà chúng ta nằm trong một xu hướng tăng, dù mà chúng ta có sọt ngay đỉnh trong một xu hướng tăng đi nữa thì những đợt mà giá điều chỉnh đó cũng sẽ rất là ngắn so với những cái giai đoạn tăng giá. Mình lấy ví dụ chúng ta có những đoạn tăng giá như thế này và chúng ta thiết kế được một cái hệ thống giao dịch mà chúng ta có thể sọt ngay đỉnh và chúng ta bán gọn đáy, thì đó cái mức lợi nhuận của chúng ta ở đây. Chúng ta sọt ngay đỉnh, chúng ta bán và chúng ta mua lại gọn đáy thì những cái giai đoạn lợi nhuận của ta ở đây, chúng ta ở đây. Ngược lại thì nếu mà chúng ta thiết kế một cái hệ thống giao dịch nó không tốt như là một cái hệ thống vừa rồi, nhưng mà chúng ta xác định được xu hướng và chúng ta mua ở khi mà thị trường đã đi lên một đoạn và chúng ta bán trước đỉnh, giả dụ như vậy, thì cái mức lợi nhuận mang lại của chúng ta vẫn cao hơn nhiều khi mà đối với cái hệ thống đầu tiên. Đó là lý do tại sao mà xu hướng luôn luôn là xác định xu hướng luôn luôn là quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật. Và mặc dù vậy thì cái việc xác định xu hướng là cực kỳ khó. Bởi vì đầu tiên đó là xu hướng vẫn có khả năng thay đổi sau khi đã hình thành. Thì chúng ta vừa nói ở trên, tức là xu hướng hình thành khi mà chúng ta xác định được đỉnh sau cao hơn và đáy sau cao hơn. Nhưng mà trong nhiều trường hợp chúng ta xác định được như vậy nhưng mà sau đó giá vẫn đảo chiều đi xuống. Bởi vì sao? Bởi vì cái giai đoạn điều chỉnh tăng này đang nằm trong một cái xu hướng giảm giá dài hạn lớn hơn. Thì cái điều này nếu mà chúng ta hiểu một tí về kiến thức Elliott Wave thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Ví dụ như là chúng ta đang nằm trong một cái mô hình sóng tăng, năm sóng chẳng hạn. Và sau đó chúng ta có sóng điều chỉnh ABC và sau đó chúng ta lại tiếp tục một sóng tăng. Thì các bạn cũng thấy rằng là ở đây chúng ta xác định được là đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Thì đó là chúng ta đang nằm trong một cái xu hướng giảm. Chúng ta vừa xác định được xu hướng giảm nhưng mà sau đó giá lại quay trở lại xu hướng tăng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang nằm trong một cái xu hướng tăng giá lớn hơn. Đó là lý do là đôi khi chúng ta xác định được xu hướng tăng hoặc giảm nhưng mà giá sau đó vẫn đảo chiều và đi ngược với xu hướng của chúng ta. Và để khắc phục điều này thì chúng ta dùng đường xu hướng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ đi qua rằng là cái đường xu hướng có khắc phục được cái tín hiệu, cái điểm yếu của việc xác định xu hướng đỉnh và đáy. Tuy nhiên thì cái việc khắc phục này không triệt để. Tiếp theo đó là những cái giai đoạn đi ngang và giá tích lũy. Để thông thường đó là những giai đoạn giá tích lũy hình thành xu hướng mới. Thông thường thì chúng ta thường rất là ghét những giai đoạn đi ngang. Chúng ta thà là thích nhất là thị trường tăng và thà là thị trường giảm mạnh và sau đó quay trở lại xu hướng tăng. Còn những cái giai đoạn mà đi ngang là những giai đoạn cực kỳ mệt mỏi, bởi vì chúng ta không biết được là chúng ta nên mua hoặc là bán, chúng ta không biết được long hoặc là short. Thì giả sử như là thị trường giảm mạnh thì chúng ta vẫn có thể sọt được và chúng ta kiếm được lợi nhuận. Còn những giai đoạn đi ngang đó thì rất là khó. Mặc dù vậy thì những cái giai đoạn mà đi ngang thì thông thường giá sẽ hình thành những cái mô hình để mà chúng ta đoán biết được cái xu hướng tiếp theo là như thế nào. Cho nên các bạn cũng đừng có ghét những cái giai đoạn đi ngang này quá. Vì thông thường những cái giai đoạn đi ngang thì giá sẽ hình thành, có thể là hình thành mô hình tam giác hoặc là có thể là hình thành mô hình vai đầu vai. Thì những cái giai đoạn đi ngang này sẽ hình thành những cái mô hình giá và mình sẽ nói kỹ hơn trong những cái clip đào tạo về mô hình giá để các bạn có thể biết được là những cái giai đoạn đi ngang đó giá hình thành những cái mô hình gì và chúng ta có thể dự báo được trong tương lai thì giá sẽ đi theo hướng nào. Và một cái điểm đặc điểm nữa là xu hướng còn phụ thuộc vào khung thời gian. Bởi vì nếu mà chúng ta giả sử như chúng ta mở cái chart rộng ra, tức là giả sử như là chúng ta thay vì chúng ta xem một cái đồ thị trên khung daily, khung ngày, chúng ta mở ra
ở khung ví dụ như là 5 phút, thì chúng ta nhiều khả năng là chúng ta sẽ thấy một cái giai đoạn tăng giá rất là mạnh như thế này. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta thu hẹp lại và chúng ta chuyển xuống chart daily thì cái giai đoạn tăng giá này nó chỉ là một ngày trong một cái giai đoạn điều chỉnh giảm rất là mạnh, cho nên đó là xu hướng nó còn phụ thuộc vào khung thời gian của chúng ta nhìn nữa. Thứ tư, nếu mà chúng ta có hiểu biết một tí về kiến thức Elliott thì sẽ giúp chúng ta cải thiện cái khả năng xác định xu hướng như là mình vừa có lấy ví dụ ở trên. Cái đường chỉ báo ADX này chúng ta thường dùng để mà xác định xu hướng, đặc biệt là chúng ta khi mà thiết kế những cái tín hiệu giao dịch thì chúng ta thường dùng ADX bởi vì rất là dễ áp dụng hơn so với các công cụ khác, bởi vì chúng ta chỉ cần đưa ADX và ví dụ như là lên trên 25 thì xu hướng mạnh chẳng hạn. Tuy nhiên thì như mình có nói trong những cái clip trước, tức là đường báo luôn luôn đi sau giá cho nên sẽ có độ nhiễm nhiễu cao, và áp dụng ADX như thế nào cho đúng thì cái phần slide cuối cùng, những slide cuối cùng nói về đường chỉ báo ADX mình sẽ giải thích cụ thể hơn. Và cuối cùng đó là mình sẽ đi qua những điều mà các anh chị còn lưu tâm khi mà vẽ đường xu hướng.